bạn thân mến, những bản tin thể thao bóng đá quốc tế mới nhất và hấp dẫn nhất sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục và gửi tới quý vị và các bạn trong những bản tin hàng ngày. Chính vì vậy, các bạn đừng quên bấm nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất. Và sau đây là những nội dung chính. Manchester United, kẻ khờ khạo nhất trên thị trường chuyển nhượng trong thập kỷ qua. Bayern Munich giải cứu Jadon Sancho khỏi MU. Marcus Rashford không được đề cử quả bóng vàng. Manchester United, kẻ khờ khạo nhất trên thị trường chuyển nhượng trong thập kỷ qua. Manchester United là câu lạc bộ duy nhất trên thế giới có mức chi tiêu dòng chuyển nhượng đạt cột mốc 1 tỷ bảng Anh trong thập kỷ qua. Kể từ khi bổ nhiệm Louis van Gaal vào mùa hè năm 2014, chi tiêu dòng của Man United tính cả doanh thu ở mức đáng kinh ngạc là 1,2 tỷ bảng. Trong đó 524 triệu bảng đã được chi ra kể từ sau đại dịch Covid-19 năm 2020. Sự xuất hiện của Rasmus Højlund, Mason Mount và Andre Onana vào mùa hè này với tổng giá trị 164 triệu bảng đã chỉ rõ chính sách chi tiêu vượt trội của Manchester United trong thập kỷ qua. Những ba kỳ chuyển nhượng đáng kinh ngạc của Chelsea kể từ khi Todd Boehly đến với mức chi dòng là 558 triệu bảng riêng vào năm 2023 và 880 triệu bảng trong giai đoạn này, có nghĩa là The Blue hiện đứng thứ hai trong danh sách toàn cầu. Theo các nhà thống kê tại Trung tâm Nghiên cứu Thể thao Quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ, những thành tích vượt trội đáng chú ý của Premier League trong 10 mùa giải vừa qua đã được phơi bày. Trong số 10 đội chi tiền dòng nhiều nhất, 7 đội là từ nước Anh, với Arsenal, đội có được Declan Rice từ West Ham đã nâng số chi tiêu dòng của họ lên tới 747 triệu bảng ở vị trí thứ 4. Manchester City 733 triệu bảng ở vị trí thứ 5, Newcastle 575 triệu bảng ở vị trí thứ 6 và Tottenham Hotspur 522 triệu bảng thứ 8 và West Ham 451 triệu bảng thứ 10. Liverpool đứng thứ 12 với mức chi dòng 426 triệu bảng, Aston Villa đứng thứ 11, xếp thứ 3 là PSG 870 triệu bảng, thứ 7 là Barcelona 568 triệu bảng và thứ 9 là AC Milan 467 triệu bảng. Nó hoàn toàn trái ngược với gã khổng lồ Bồ Đào Nha Benfica, những người đã kiếm được 655 triệu bảng từ các giao dịch chuyển nhượng của họ, hay câu lạc bộ Ajax 372 triệu bảng. Nhưng Man United dường như không kiếm được nhiều thành công với số tiền 1,2 tỷ bảng đó. 5 huấn luyện viên, 54 cầu thủ và chỉ có chức vô địch Europa League, một cúp UEFA và hai League Cup. Đó là một con số đáng kinh ngạc, gần như không thể tưởng tượng được. Thêm bằng chứng cho thấy những ý tưởng kinh doanh thông thường sẽ biến mất khi bóng đá là công việc kinh doanh. Điều đáng lo ngại là Manchester United không phải là kẻ lẻ loi trong việc chi tiêu bản mạng tại Premier League. Họ chỉ là đội chi tiêu nhiều nhất. Chỉ cần nhìn thoáng qua một số cầu thủ đã tiêu tốn của Manchester United hơn 50 triệu bảng. Angel Di Maria, Anthony Martial, Paul Pogba, Romelu Lukaku, Fred, Harry Maguire, Jadon Sancho và Anthony. Và người ta đang chờ để phán xét Højlund, Mason Mount và Andre Onana. Tất nhiên cũng có một số thành công. Đội trưởng mới Bruno Fernandes, Casemiro và Rafael Varane nằm trong số đó. Nhưng có quá nhiều người đã thất bại và thậm chí còn chưa kể đến Alexis Sanchez, Donny van de Beek hay Henrik Mkhitaryan. Các câu lạc bộ tại Premier League giàu có hơn đại đa số các câu lạc bộ ở châu Âu. Theo các nhà tài chính Deloitte, cả 6 đội thuộc Big Six của Premier League đều nằm trong top 10 đội bóng giàu có nhất vào năm 2022. Cùng với West Ham, bộ đôi hiện đã xuống hạng là Leicester City và Leeds United. Everton và Newcastle cũng nằm trong top 20. Sự chi tiêu dồi dào của chiếc chòe kể từ khi các tỷ phú Ả Rập Xê Út xuất hiện chắc chắn đã được đền đáp bằng suất dự Champions League. Người hâm mộ Arsenal không phàn nàn về khoản chi giảm 464 triệu bảng kể từ đại dịch Covid-19, đặc biệt là sau khi bản hợp đồng kỷ lục 105 triệu bảng Declan Rice ghi bàn thắng muộn vào lưới của Manchester United vào Chủ nhật. Tương tự như vậy, sau cú ăn ba mùa trước, sẽ không có quá nhiều người ủng hộ Manchester City chỉ trích ban lãnh đạo của câu lạc bộ vì đã chi ra số tiền ròng là 733 triệu bảng trong thập kỷ qua. Nhưng những người ủng hộ Chelsea có thể nhìn vào ba kỳ chuyển nhượng đáng chú ý vừa qua kể từ khi Todd Boehly lên thay thế cho Roman Abramovich và đặt câu hỏi liệu đó có thực sự mang lại cho họ một đội hình tốt hơn đội hình mà ông trùm người Mỹ kế thừa hay không. Giờ đây, họ đã cho phép Romelu Lukaku rời khỏi câu lạc bộ trong 5 lần khác nhau trong 2 thời hạn hợp đồng với khoản lỗ trên giấy tờ là 86 triệu bảng trước khi tiền lương của anh được cộng vào. Người ta không yêu cầu các đội tại Premier League phải là Benfica, Ajax, Sanburg hay Monaco, tất cả đều lãi hơn 350 triệu bảng trong cùng một thập kỷ. Nhưng chắc chắn có điều gì đó phải bắt đầu thay đổi và thay đổi nhanh chóng. Nó không thể tiếp tục như vậy được. Bayern Munich muốn giải cứu Jadon Sancho khỏi MU. Hùm xám xứ Bavaria sẵn sàng giang tay đón Jadon Sancho ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Jadon Sancho từng tỏa sáng ở Bundesliga trong 4 năm khoác áo Dortmund. Tuy nhiên, anh phải vật lộn tìm kiếm phong độ tốt nhất kể từ ngày trở lại Premier League khoác áo MU. Tương lai cầu thủ chạy cánh người Anh đang là dấu hỏi lớn vì Jadon Sancho công khai bật lại huấn luyện viên trưởng Erik ten Hag. Sau khi nhà cầm quân người Hà Lan loại cầu học trò ra khỏi danh sách thi đấu với Arsenal do tập luyện không tốt, Jadon Sancho lập tức đăng đàn ám chỉ ten Hag nói dối và bản thân bị biến thành vật tế thần. Mặc dù phần lớn các thị trường chuyển nhượng hè ở châu Âu đã đóng cửa, nhưng điều đó không ngăn được đồn đoán gia tăng xung quanh mâu thuẫn giữa Jadon Sancho và huấn luyện viên ten Hag. Nguồn tin từ Fischerhead cho hay Bayern Munich nổi lên những ứng cử viên hàng đầu giải cứu Jadon Sancho khỏi cơn ác mộng MU. Đội bóng nước Đức sẵn sàng giang tay đón tiền đạo cánh 23 tuổi vào đầu năm tới.
bản thân huấn luyện viên Thomas Tuchel rất kết Jadon Sancho. MU sẽ cho phép cựu cầu thủ Dortmund ra đi với mức giá chỉ 45 triệu bảng, thấp hơn nhiều so với con số 73 triệu bảng họ từng bỏ ra chiêu mộ anh hè năm 2021. Jadon Sancho cũng nhận thức được sự quan tâm từ hùm xám, anh đề ngỏ cánh cửa quay trở lại Đức để khôi phục sự nghiệp. Marcus Rashford trượt đề cử quả bóng vàng. Mùa 2022-2023 là mùa giải bùng nổ nhất trong sự nghiệp cho đến nay của Marcus Rashford. Thế nhưng, tiền đạo 3 số 10 của MU vẫn không lọt vào top 30 đề cử quả bóng vàng. Tạp chí France Football vừa công bố 30 đề cử danh hiệu quả bóng vàng 2023. Sau một mùa giải ăn ba, không ngạc nhiên khi Man City có tới 7 cầu thủ được đề cử, nhiều hơn bất cứ câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia nào có ứng viên trong danh sách. Trong khi đó, MU chỉ có đúng một cầu thủ có mặt, đó là thủ môn Andre Onana. Tuy vậy, thủ môn người Cameroon được đề cử đương nhiên không phải nhờ màn trình diễn trong ít tháng qua với Quỷ Đỏ. Ngược lại, nếu cứ chơi như hiện tại, Andre Onana sẽ vắng bóng vào sang năm. Với các fan MU, nỗi tiếc nuối lớn nhất là sự vắng mặt của Marcus Rashford. Tiền đạo này đã trải qua một mùa giải thực sự nỗ lực với những đóng góp không nhỏ cho cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Rashford cống hiến 56 trận cho MU với thành tích đáng nể, 30 bàn thắng và 11 đường kiến tạo. Nhờ vậy, R10 trở thành cầu thủ đầu tiên chạm hoặc vượt qua cột mốc 30 bàn thắng trong một mùa giải kể từ Robin van Persie mùa 2012-2013. Và hãy nhìn xem, ở mùa giải đó, Persie cũng với thành tích 30 bàn đã xếp thứ 7 trong cuộc đua của bóng vàng. Nhưng này, Rashford thậm chí còn không được đề cử. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Rashford chơi tương đối nổi bật. Tổng thời gian thi đấu của tiền đạo này trong màu áo đội tuyển Anh ở vòng chung kết World Cup 2022 là 137 phút. Dù vậy, Rashford vẫn chạm đến cột mốc là 3 bàn thắng cho Tam Sư, tức đạt thành tích là 45,6 phút một bàn. Chỉ có 4 cầu thủ ghi nhiều bàn hơn Rashford trong ngày hội bóng đá ở Qatar cuối năm ngoái là Mbappe 8 bàn, Messi 7 bàn, Alvarez và Giroud cùng 4 bàn. Nhưng toàn bộ 4 cầu thủ kể trên, không ai có thông số thời lượng trung bình để ghi được một bàn thắng ấn tượng hơn Rashford. Về mặt danh hiệu, có những cầu thủ trong top 30 đề cử hoàn toàn không có danh hiệu, ví như là Martin Odegaard, xếp thứ 2 tại Ngoại hạng Anh, không phải danh hiệu. Tuyển Na Uy của Martin Odegaard thậm chí không có vé dự Qatar. Randal Kolo Muani là trường hợp tương tự khi Eintracht Frankfurt về nhì cúp quốc gia Đức, còn đội tuyển Pháp thì thua Argentina ở chung kết World Cup 2022. Trong lúc đó, chỉ Rashford có League Cup về nhì cúp UEFA, xếp thứ 3 tại Ngoại hạng Anh và tứ kết Europa League của MU và vào tứ kết World Cup 2022 cùng đội tuyển Anh. Thành tích này có thể không quá nổi bật, nhưng hơn không ít ứng cử viên khác. Ở mùa giải đã qua, toàn bộ 5 đội bóng đối thủ thuộc nhóm Big Six, Arsenal, Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham đều bị Rashford chọc thủng lưới. Riêng Arsenal còn là 3 lần. Rashford có 17 bàn tại Ngoại hạng Anh thì đến 7 bàn là trước nhóm Big Six. Ở mặt trận cúp châu Âu, Rashford đã ngạo nghễ ăn mừng ngay tại Camp Nou sau khi xé lưới Barcelona, ám danh hiệu vua phá lưới tại Europa League. Thế nên, việc Marcus Rashford không được đề cử quả bóng vàng 2023 là cả một sự ấm ức với các Manusians.